đây có một chỗ cách trở, cách trở. Đào con tôm nó vô chỗ nào? Rút vô cái đường này là gì này? Đây này. Vô chỗ này, cách trở, cách trở. Mỗ bay nó có một cái lũ này bị rút vô. À. Dụ miếng con xuống xuống tới ở dưới cái đường ở dưới này nó ở dưới vị trí dưới này. Cái này là gì anh? Cái lồng hả? Cái lồng, đặt cái lồng. Tôm lớn hay tôm này gì? Tôm này tôm nhỏ. À. Một cái lồng là bao nhiêu mét anh? Một cái này có khoảng 5 mét mấy, gần 6 mét. Ôi chù. Rồi cái ghe này là bao nhiêu lồng anh? Ghe này là 120 cái. À, đi xong giờ lúc nào mình cũng phải kéo lấy ra vậy hả?